Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì bác sĩ sẽ quay trở lại cùng với cả quý cô chú anh chị và các bạn để chia sẻ một chủ đề, đấy là nhổ răng xong sau bao lâu thì chúng ta có thể trồng được răng implant. Thì cái thời điểm để chúng ta có thể trồng răng implant sau khi nhổ răng thì đứng trên góc độ chuyên môn thì nó có thể gọi là chúng tôi chia thành 4 thời điểm. Đó là thời điểm thứ nhất, đấy là nhổ răng xong và chúng ta đặt lại implant ngay, gọi là cấy ghép implant tức thì. Thời điểm thứ hai, đấy là chúng ta sẽ cấy ghép implant sau khi nhổ răng từ 3 đến 4 tuần. Thời điểm thứ ba, đấy là chúng ta sẽ cấy ghép implant sau khi nhổ răng 3 tháng, 3 đến 4 tháng. Và thời điểm thứ tư, đấy là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nhổ răng và cấy implant sau khi gọi là nhổ răng 6 tháng, tức là cấy ghép implant muộn. Đó thì tùy theo cái chỉ định lâm sàng mà chúng ta sẽ gọi là cái tình trạng xương này, tình trạng lợi và cái tình trạng gọi là bệnh toàn thân của mình như thế nào, chúng ta đã quyết định đấy là nhổ răng sau bao lâu thì chúng ta có thể cắm lại được răng implant. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái tình huống cụ thể, tức là tình huống nào thì sẽ áp dụng gọi là nhổ răng bao lâu thì chúng ta cắm lại implant. Thì đầu tiên ấy, đấy là cấy ghép implant tức thì ngay sau khi nhổ răng. Thì về mặt lý tưởng thì là chúng ta nên cấy ghép implant lại trở lại sớm nhất có thể sau khi nhổ răng, tức là nhổ răng xong cấy được càng sớm thì càng tốt. Cho do đó ấy, thì cái trường hợp lý tưởng nhất đấy là chúng ta nhổ xong chúng ta cấy ngay. Lý do tại sao là như thế, tức là khi mà chúng ta nhổ răng ấy, nhổ răng xong ấy, thì cái gọi là cái sinh lý quanh răng nó sẽ có sự thay đổi. Cái thứ nhất đấy là các cái răng bên cạnh, hai cái răng bên cạnh nó sẽ có xu hướng nó nghiêng vào cái khoảng mắt răng. Cái thứ hai đấy là gì, đấy là cái răng đối diện ấy. Ví dụ như mình mất cái răng dưới này, mình mất một cái răng ba khoảng này, mình mất cái răng dưới thì cái răng ở phía trên nó sẽ có xu hướng nó trôi xuống. Còn cái thứ ba nữa đấy là gì, đấy là cái xương hàm của mình ấy, thì sau khi mà mình nhổ răng xong thì cái vùng đó nó không chịu lực nữa thì nó sẽ có xu hướng nó bị tiêu dần đi. Và cái thứ tư, một cái mà khá quan trọng liên quan đến trồng răng implant, đấy chính là cái vấn đề về nó bị tiêu ngót cái lợi đi. Tức là sau khi mình nhổ răng xong thì cái lợi quanh răng của mình ấy, nó sẽ có xu hướng nó bị sập dần đi. Tức là như này, thì ví dụ như một cái răng cửa của mình như này, thì cái mô nha chu của mình ấy, bao giờ nó cũng sẽ có cái hình dạng nó uốn lượn như thế này. Tức là nó sẽ có các cái nhú lợi ở đây, và nó phía ngoài này, mặt ngoài này nó sẽ có các cái lợi của mình. Đấy thì thông thường mà khi mà mình bị mất răng thì những cái lợi xung quanh, cái nhú lợi này và những cái này nó theo thời gian thì nó bị sập, nó mất dần đi. Sau vòng khoảng tầm 1 tháng thì nó sẽ bị tiêu đi khá nhiều. Đấy, và khi mà chúng ta cấy ghép implant trở lại ấy, thì nó sẽ để là tái lập lại cái thẩm mỹ hồng ấy, gọi là tái lập lại các cái nhú lợi như thế này thì sẽ rất là khó khăn, và chúng tôi sẽ phải can thiệp mà tương đối là phức tạp. Chính vì thế thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ ưu tiên đấy là nhổ răng và cấy lại implant tức thì. Đó, đấy là trường hợp lý tưởng. Tuy nhiên là không phải trường hợp nào cũng có thể cấy được lại răng implant. Vậy thì những cái trường hợp nào thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta cấy được răng implant sau khi nhổ răng, ngay sau khi nhổ răng. Cái thứ nhất đấy là gì, đấy là cái tình trạng xương hàm của mình nó bị tiêu đi quá nhiều, tức là nó tiêu đi mà tiêu, ví dụ như là tiêu cái xương nó phủ quanh implant nó chỉ còn được tầm khoảng 2/3 hoặc là 1/2, thì lúc đấy chúng ta không thể nào mà chúng ta cấy ghép implant ngay sau khi nhổ răng được, và chúng ta phải chờ cho cái tình trạng tiêu xương nó ổn định hơn, và lúc đấy chúng tôi bắt đầu tiến hành cắm implant. Chúng tôi tiên lượng được chúng tôi cấy ghép implant, có thể ghép xương hoặc là không ghép xương, nhưng mà chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải chờ để cho cái tình trạng lợi và xương nó ổn định đã thì chúng tôi bắt đầu có thể cấy ghép được. Cái tình huống thứ hai cũng không thể nào mà cấy ghép ngay sau khi nhổ răng, đấy là cái tình trạng gọi là nó đang có một cái tình trạng viêm nhiễm mãn tính hoặc là cấp tính ở xung quanh cái răng implant đấy. Tôi lấy ví dụ như là trong một cái tình huống mà răng nó bị ép xe chẳng hạn, cái lợi của mình nó đang bị viêm lên như thế, thì lúc cái tình huống này ấy, thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta nhổ và chúng ta cấy tức thì được. Tóm lại là cái trường hợp mà chúng ta nhổ cấy tức thì chỉ áp dụng trong cái trường hợp đấy là xương hàm và cái xương còn lại là đủ, và cái mô lợi nó không có cái tình trạng bị viêm, gọi là nó không bị viêm nhiễm cái tình trạng mô xung quanh implant, gọi là cái tổ chức nha chu quanh implant nó không có bị viêm nhiễm, thì lúc đấy chúng ta có thể nhổ cấy tức thì được. Còn cái thời gian, gọi là cái khoảng thời gian cấy thứ hai, đấy là gì, đấy là chúng ta nhổ răng và chúng ta chờ khoảng 3 đến 4 tuần sau thì chúng ta mới tiến hành chúng ta cấy implant. Thì cái trường hợp đấy ấy, thì gọi là cái áp dụng trong những cái trường hợp đấy là xương hàm của bệnh nhân ấy, thì sau khi nhổ răng xong xương hàm bệnh nhân thì còn đủ, tuy nhiên là cái mô nha chu hoặc là cái lợi hoặc cái mô nha chu xung quanh ấy nó đang có một cái tình trạng, đấy là cái tình trạng bị viêm nhiễm mãn tính hoặc là viêm nhiễm cấp tính hoặc là nó có những cái khuyết hỏng về lợi, thì lúc đấy chúng ta sẽ lựa chọn cái thời điểm là 3 tuần, lý tưởng nhất là 3 tuần hoặc là cùng lắm là 4 tuần, là để chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đặt lại implant.
Lý do tại sao chúng ta lại lựa chọn cái thời điểm đấy là bởi vì là cái thứ nhất ấy là như tôi vừa phân tích từ đầu clip đấy, là sau khi nhổ răng xong thì cái lợi ấy nó sẽ bị sập xuống đấy, và mục tiêu của cắm ghép implant thì không chỉ đơn thuần là chúng ta gọi là cấy một cái implant vào đấy cho nó vững chắc, mà là nó phải đảm bảo làm sao đấy nó đẹp này, sau này ăn nhai tốt, thức ăn các đồ thức ăn để là các thứ nó không bị rắc vào, và răng implant nó phải tái lập lại cái hàng rào sinh học để làm sao đấy nó không có bị viêm nhiễm qua implant. Vậy thì cái vấn đề chúng ta chọn cái thời điểm lý tưởng là cắm ngay, nhưng mà trong tình huống không thể nào cắm ngay được thì chúng ta cũng phải lựa chọn cái thời điểm để mà cái lợi nó chưa có bị tiêu đi. Vậy thì cái thời điểm lý tưởng nhất đấy là thời điểm sau 3 tuần, tức là cái lúc mà chúng ta nhổ răng cái lợi chúng ta nó đang bị viêm nhiễm cấp tính hoặc là mãn tính ở đấy, thì chúng ta không thể nào chúng ta cắm lại ngay implant được mặc dù xương hàm của chúng ta đủ đấy, bởi vì nếu mà chúng ta cắm ngay thì nó sẽ bị nhiễm trùng, nó bị nhiễm khuẩn, nó bị thải ghép implant mất, thì chúng ta buộc chúng ta phải chữa cho cái mô lợi của mình nó hết viêm đã. Thì thông thường chúng tôi chỉ chữa được tầm khoảng 14 cho đến 21 ngày, tức là 2 tuần cho đến 3 tuần thì cái lợi nó sẽ ổn định. Thì lúc đấy, lúc cái tình trạng viêm nhiễm nó đã xử lý xong rồi, thì lúc đấy chúng ta lại tiến hành chúng ta cắm ghép implant. Lúc đấy thì ít nhiều cái lợi của mình ấy nó cũng đã bị tiêu đi một phần rồi, nhưng mà nó tiêu đi một phần ít, và trong quá trình cắm có thể chúng tôi chỉ cần dùng một vài cái thủ thuật nhỏ để chúng tôi có thể tái lập lại được cái mô nha chu xung quanh implant rất là tốt. Đó thì lý tưởng, gọi là cái trường hợp lý tưởng nhất là nhổ cấy ngay. Còn trường hợp lý tưởng thứ hai đấy là nhổ sau 3 tuần thì chúng ta cấy. Ứng dụng cái tình huống gọi là lúc nào thì chúng ta cấy được sau 3 tuần, tức là cái xương của chúng ta đủ, nhưng mà cái lợi của chúng ta đang có tình trạng viêm nhiễm thì chúng ta phải chờ 3 tuần, lợi ổn định chúng ta cấy. Và cái thời điểm thứ ba để chúng ta có thể cấy ghép được răng implant sau khi chúng ta nhổ cái răng thật của mình đi, đấy chính là 3 đến 4 tháng sau khi chúng ta tiến hành chúng ta nhổ răng thật. Thì cái tình huống, cái trường hợp này thì chúng ta ứng dụng trong những cái lúc mà gọi là trong những cái trường hợp lâm sàng ấy, mà cái bệnh nhân vừa có cái tình trạng gọi là tiêu xương tiến triển và có cái tình trạng viêm nhiễm cấp tính hoặc mãn tính chưa được điều trị ổn định ở quanh cái răng mà mình nhổ đi đấy, thì lúc đấy ấy, thì bác sĩ chúng tôi sẽ phải nhổ bỏ cái răng đấy, và chúng tôi sẽ phải tiến hành chúng tôi nạo sạch cái tổ chức viêm nhiễm đi này, rồi chúng tôi sẽ tiến hành chúng tôi điều trị cho cái tình trạng viêm lợi nó ổn định. Sau đấy rồi thì chúng tôi sẽ phải để cho cái tình trạng tiêu xương nó tiếp tục, gọi là lúc đấy thì mình bắt buộc mình sẽ phải chấp nhận là để cho cái tình trạng tiêu xương nó vẫn tiếp tục diễn ra. Nó diễn ra đến khoảng 3 đến 4 tháng sau thì cái tình trạng tiêu xương nó ổn định, nó dừng lại, thì lúc đấy bắt đầu chúng tôi mới tiến hành chúng tôi chụp lại cái phim X quang. Thì chúng tôi sẽ quan sát xem là cái tình trạng xương còn lại bao nhiêu, rồi lúc đấy bắt đầu chúng tôi mới lên được kế hoạch điều trị cụ thể. Đó, và lúc đấy chúng tôi mới tiến hành cắm ghép implant, và đa phần ấy thì chúng tôi sẽ phải tiến hành ghép xương và có thể là phải ghép mô nha chu. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta để lâu như thế, thì ví dụ trường hợp này chẳng hạn, khi mà chúng ta để trên 3-4 tháng sau chẳng hạn, thì thông thường ấy là cái lợi, gọi là cái mô lợi của chúng ta nó bị sập hết. Ví dụ như đây, trường những trường hợp như thế này thì bây giờ gần gọi là bình thường ấy, gọi là như lúc nãy cô chú anh chị có thể nhớ là tôi xem, gọi là xem cái ảnh ấy, thì nó có những cái tổ chức mô nha chu này, đấy gọi là mô lợi này nó lên này, nhưng mà khi mà mình mất răng nó sập hết cái này, thì khi mà mình cắm ghép implant ấy thì mình phải tái lập lại cái mô lợi này. Và cái lúc đấy thì gọi là khi đã sập như này rồi thì làm nó tương đối khó khăn. Thế mặc dù là bây giờ nó có những cái công nghệ, ví dụ như gọi có những kỹ thuật trồng răng implant cá nhân hóa nó khá tốt, ví dụ như có thể mình sử dụng các cái trụ lành thương cá nhân để mình đặt rồi mình tái lập lại cái mô nha chu theo cái chuẩn giải phẫu, nhưng mà dù sao đi chăng nữa những trường hợp này nó tương đối là khó đó. Tuy nhiên ấy, có những trường hợp gọi là không phải lúc nào mình cũng có thể gọi là nhổ cấy ngay được, hoặc là có thể không phải lúc nào mình cũng có thể nhổ để chỉ cần chờ 3-4 tuần sau là mình cấy được, mà có những trường hợp ví dụ như đang viêm nhiễm đang tiến triển chẳng hạn thì bắt buộc mình phải chờ. Còn cái thời điểm thứ tư để chúng ta có thể gọi là nhổ răng và cấy implant đấy chính là sau khi nhổ răng xong chúng ta chờ 6 tháng sau, 6 tháng trở lên để chúng ta tiến hành chúng ta cấy ghép implant. Thì đây là một cái tình huống gọi là trong cấy ghép implant thì đây là một cái khoảng thời gian nó không hề mong muốn, tức là chúng ta chờ quá lâu. Và bây giờ nếu như thực sự ấy, nếu mà thông thường bệnh nhân mà đến với chúng tôi sớm thì cũng rất rất ít khi mà chúng tôi nhổ xong chúng tôi chờ đến 6 tháng chúng tôi mới cắm. Vì cái gọi là nhổ mà cấy sau 6 tháng ấy, thì áp dụng trong những trường hợp mà gọi là bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tài chính hoặc là liên quan đến vấn đề tâm lý khiến cho bệnh nhân không có dám làm. Chứ còn trong chỉ định y khoa thì nó không có cái chỉ định nào mà chúng tôi phải nhổ xong chúng tôi chờ đến 6 tháng trở lên cả. Trừ một cái trường hợp đấy là khi có cái răng đối, tức là cái răng đối diện ấy, do gọi là cái răng của mình ví dụ nó cụt chân chẳng hạn, nó cụt thân còn chân răng chẳng hạn, mà cái răng đối diện nó bị trồi xuống quá quá dài, thì lúc đấy có thể chúng tôi sẽ phải chờ, chúng tôi phải đánh lún cái răng đấy mất khoảng tầm 6-8 tháng sau chúng tôi mới tiến hành chúng tôi cái ghép implant. Nhưng mà tình huống đấy rất ít khi xảy ra. Đó thì bởi vì tại sao mà khi cái ghép implant thì mình lại không thể nào mình chờ 6 tháng trở lên được,
Bởi vì lúc đấy thì toàn bộ những cái biến chứng do mất răng ấy nó đã diễn ra hết rồi. Tức là răng nó đã có dấu hiệu nghiêng đổi, hai răng bên cạnh đã nghiêng vào khoảng mất răng, răng đối diện đã bị trồi xuống, và đặc biệt ấy là xương thì nó đã tiêu gần như là gọi là tiêu gần như là ổn định. Thứ tư đấy là gì? Đấy là cái mô lợi ấy, nó đã bị sập hết rồi. Tại ví dụ như trường hợp này chẳng hạn thì gọi là bây giờ nó không còn nhú lợi gì nào nữa cả, thì cái vấn đề gọi là để mà tái sinh lại được một cái mô nha chu lý tưởng ấy thì sẽ cực kỳ khó. Thì thông thường đối với những trường hợp như thế này thì điều trị phẫu thuật thì chúng tôi sẽ phải, cái thứ nhất là chúng tôi sẽ phải gần chụp X quang lên, và nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ phải ghép xương. Nhưng mà xương ấy thì có thể không phải ghép, bởi vì có nhiều trường hợp thì xương hàm người ta dày chẳng hạn thì vẫn không phải ghép, nhưng mà lợi thì chắc chắn sẽ phải ghép, và sẽ phải dùng cái kỹ thuật trồng răng implant cá nhân hóa thì mới có thể tái lập lại được một cái mô nha chu lý tưởng. Thì ví dụ như trong trường hợp này mất hết nhú lợi như này chẳng hạn thì chúng tôi bắt buộc là chúng tôi sẽ phải, sau khi cấy ghép implant xong thì có thể phải ghép xương, nhưng mà lợi thì bắt buộc là chúng tôi sẽ phải tái sinh những cái chiều cao của lợi nó cao lên. Ví dụ như bây giờ nó đang bị lõm như thế này chẳng hạn thì chúng tôi sẽ phải ghép mô lợi để cho nó cái dày lên, sau đó chúng tôi sẽ dùng cái trụ lành thương cá nhân hóa để chúng tôi tái lập lại cái mô nha chu, cái giải phẫu mô nha chu theo đúng cái chuẩn giải phẫu, để làm sao đấy là sau khi mình làm xong ấy thì một là cái răng implant này nó đẹp, cái thứ hai nữa là mình gọi là mình ăn nhai các thứ thức ăn nó không bị rắc vào, bởi vì cái răng implant của mình nó sẽ sinh lý hơn. Và tuy nhiên là để mà làm cái đấy ấy, để làm được cái kỹ thuật cá nhân hóa đấy thì cái thứ nhất là bệnh nhân lại phải phát sinh thêm các cái lần đi hẹn, là các cái lần hẹn phải đi lại nhiều hơn. Cái thứ hai đấy là gì? Đấy là nó sẽ ít nhiều ấy, nó sẽ phát sinh thêm cái chi phí. Cái thứ ba là đương nhiên rồi, phẫu thuật nhiều hơn thì có thể nó sẽ bị đau đớn hơn một chút đó. Chính vì thế lời khuyên của bác sĩ đấy là khi mà mất răng hoặc là cái răng của chúng ta nó có cái dấu hiệu nó không thể ăn nhai được nữa, lung lay nhiều chẳng hạn, mà gọi là nó làm cho chúng ta nhai các thứ nó khó khăn, thì lúc đấy bệnh nhân nên đi gặp bác sĩ sớm. Và trong mọi tình huống thì nên ưu tiên đặt implant trở lại sau khi nhổ răng sớm nhất có thể, càng sớm thì càng tốt, lý tưởng nhất là nhổ và đặt implant tức thì. Đấy là trong trường hợp lý tưởng, còn nếu không thì chúng ta cố gắng chúng ta đặt implant trở lại sớm nhất có thể. Đương nhiên cái việc này thì cũng đa phần là do bác sĩ quyết định, nhưng mà khi mà bác sĩ, nếu giả sử bác sĩ có tư vấn ấy, gọi là trường hợp của cô chú thì nên đặt sớm, thì cô chú cũng hiểu đấy là đặt sớm thì nó sẽ tốt cho mình. Buổi chia sẻ của bác sĩ xin phép được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành cái tình cảm cho hệ thống Nha Khoa Lạc Viễn Tech của chúng tôi, cũng như là cái sự ủng hộ mà quý cô chú anh chị các bạn đã dành cho cái kênh Nha Khoa Lạc Viễn Tech của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Có bất cứ một cái điều gì liên quan đến vấn đề gọi là trồng răng implant hoặc là răng miệng nói chung thì cô chú anh chị cứ comment xuống ở phía dưới, thì đội ngũ của chúng tôi sẽ trả lời quý cô chú anh chị các bạn, hoặc là chúng tôi sẽ làm các cái clip chia sẻ kiến thức một cách gọi là làm sao đấy trực quan nhất, dễ hiểu nhất và đúng với cả chuyên môn nhất, để trở thành một cái kênh tham khảo kiến thức liên quan đến vấn đề răng hàm mặt cho quý cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong những cái clip tiếp theo.